Hello, chào các bạn nha. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Hôm nay mình đi câu cá nha các bạn. Sáng giờ mình đi, giờ cũng tới cái bãi câu nè. Bãi câu này là ở chỗ con sông trên cầu đỏ chạy xuống luôn nha các bạn. Cũng là sâu nhà máy đường luôn nha. Bãi này bãi khét hôm bữa. Giờ mình móc mồi xong rồi, giờ chuẩn bị ra con nha các bạn. Hôm nay trời mưa, trời nó mù mù bẻo vô rồi sao mà nó trời mù muốn mưa các bạn à. Mới sáng sớm giờ này cũng mới 11 giờ mà trời nó muốn mưa. Giờ mình ra con nha các bạn. Hôm nay mình câu mồi cũng là mồi trùng hổ luôn nha các bạn. Chờ đợi nha các bạn. Còn một trắng ké nha các bạn. Con cá chạch à. Các bạn thấy không, trời hơi 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 tối á, các bạn thông cảm nha. Đậm nha các bạn. Rồi móc mồi câu tiếp nha các bạn. Gió quá nha các bạn, gió quá khó còn. Còn một xanh cái ăn nha các bạn. Xin cái nha các bạn. Ủa cái nhỏ, cái gì? Cái bóng. Còn cái bóng nha các bạn. Cái bóng nè các bạn. Mình động nha các bạn. Rồi ngồi chờ đợi nha các bạn. Có ké ăn lai ra giật đỡ ghiền là được rồi. Còn một vàng ké ăn nha các bạn. Để tôi giật ké. Còn cái chạch nữa nha các bạn. Cũng được rồi chứ không bự lắm. Ké nè các bạn. Vận động đó nha. Giờ đây còn câu tiếp nha các bạn. Đây đi câu team mình có 3 người nha các bạn. Ông anh mình với lại thằng em mình đó. Thằng em mình nó câu với bờ trang kìa. Còn anh này đấy. Còn anh Bình của mình nó ống mới ra nha các bạn. Giờ ông đang ra con nè các bạn. Đi có ké đó nữa mình quay các bạn xem nha. Ké ăn nha các bạn.
cái bự. Đầu chạy ra. Đầu cái bóng. Đầu cái bóng nè. Bóng bằng cầm tay luôn á. Rồi các bạn có cái bóng không các bạn? Hiện gì lôi cần uống bay xuống sông luôn các bạn. Nó cái đằng nó biến. Nào cái bóng này các bạn. Để không? Động nó như vậy. Ok, ngồi chờ đợi nha các bạn. Cầu xanh kia nha các bạn. Lên cái nha các bạn. Cái bóng nữa. Hai con hơn. Được con cái bóng nha các bạn. Cái bóng thứ hai rồi. Thấy con bự hôm nay mà nó kéo cái con cũng rất xuống sông luôn nè. Cái bóng nha các bạn. Cộng nha các bạn. Còn anh bình kế ăn nha mọi người. Kiếm gì kia kia đang bán mưa ướt. Trời đang mưa đông đông nha các bạn. Giật lên dính kế thở. Dính đâu? Không à. Kế nhỏ sao á. Trùng móc dài quá sao á. À, chờ đợi tiếp nha các bạn. Chào các bạn nha, mình mới đỡ điểm câu mới nha các bạn. Điểm câu kia ngồi lâu quá mà ké hết ăn mới quê điểm câu mới nè. Điểm câu này hôm bữa mình câu video trước nha các bạn. Đây là em mình nha các bạn. Còn anh mình ổng đang rình mò ổng nướng nướng vậy kìa. Giờ có một giờ mấy rồi đó bụng rồi chắc chuyển quê quay ẩm thực nha các bạn. Giờ đang chuẩn bị nhóm lửa lục ghè. Đây con ghè mình mới bắt trộm nè các bạn. Đúng. Con ghè mình mới đi qua nhà tới nha các bạn cho bắt trộm nó cho vui. Mình đem theo con ghè đó đi luộc ăn nha các bạn. Mình đang chuẩn bị nhóm lửa xong rồi luộc ghè nha. Đó, các bạn thấy hấp dẫn không? Nãy giờ nướng mà lâu quá nó không chín, giờ chở quen luộc luôn nha, luộc cho mau. Đó. Này có thùng bia nó ngon ha, nhậu say rồi gì khỏi câu ké. Còn cần câu nữa các bạn, cái bà chút xíu mà cần quá trời luôn, mà con ké là thốt nở mà lẹ luôn á, chịu là có ăn hay không thôi. Rồi các bạn chờ xem tiếp tục nha. Rồi ghè chín rồi nha các bạn. Rồi tới tiết mục ẩm thực. Đây. Hấp dẫn chưa? Con này hôm nay cái giò như là mới đi ruộng vậy không? Đúng chứ sẽ. Người no mới có sức khô kế thôi. Ở cái này. À, chờ mạnh chỉnh đói rồi. Dứt nha các bạn. Mời nha.
Làm miếng mơ ghê nha các bạn. Dẫn quá. Thơm lửng à. Mấy giờ này đói gì cũng ngon á. Nó ngon làm sao. Quay này lượn các bạn thấy các bạn chửi chết luôn à. Gà nhà, nhà nuôi hay là dai dân bài 2 tấn. Ở đây nha các bạn, để mình ăn xong mình quay câu cá tiếp nha các bạn. Nãy giờ mình mới đổi điểm câu mới nha các bạn. Điểm câu kia còn nãy giờ mà cá nó không ăn. Giờ mình mới vừa re cần mấy bè cây nha các bạn. Đây một cây nè. Để khỏi hơi mất thời gian của các bạn, mình re cần mấy cần câu chút rồi nha các bạn. Bên đây mình re 2 con nữa nha các bạn. Rồi giờ mình ngồi chờ đợi xem cá ăn, mình quay cho các bạn xem nha. Còn xanh cá ăn nha các bạn. Những cái bóng mà nhỏ quá mình thẻ thôi nha các bạn. Giờ ngồi chờ đợi câu tiếp nha các bạn. Thôi giờ mình dọn con về nha các bạn. Nãy giờ ngồi lâu mà cá hết ăn rồi. Bữa nay đi nước nó rút quá, cá nó đi đâu hết, cá không ăn các bạn. Rồi hẹn bữa khác phục thù nha các bạn. Để mình quay tổng kết số cá ngày hôm nay mình câu cho các bạn xem nha các bạn. Được ký, gần ký. Hả? Đó cũng nặng chứ, có cỡ ký nha các bạn. Nè. Con cái bóng nè các bạn. Một con bóng.
hai cái bóng ba con, nãy ở dưới đó con dính luôn cái bóng này, nó nhỏ giống này mà thẻ à. Một chạch, hai chạch, ba chạch, bốn chạch đó cũng được nha các bạn, không được nhiều nhưng mà cũng cũng tạm. Hôm bây giờ mình kết thúc ở đây nha các bạn, nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và một subscribe để mình có động lực làm những video khác hay hơn nha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau nha.